Nghệ sĩ Lê Tĩnh vừa có một bài viết như sau. Sóng gió gia tộc, thắng. Hôm nay là ngày xem xét thẩm định tại chỗ, theo yêu cầu của Hồng Loan, để tòa án chụp hình, ghi biên bản đồ đạc của gia đình ác ma gồm có những thứ gì. Sở dĩ, ngày hôm nay được quý cộng đồng mạng mong đợi, vì kể từ ngày nữ ma mẹ bắt đầu khởi kiện liên khúc, kiện cho thỏa mãn đam mê, kiện để rao ai với thần dân thiên hạ, kiện để chứng tỏ mình dư tiền, kiện để được nổi tiếng trên các nền tảng mạng xã hội, nổi tiếng vì đạt kỷ luật, người phụ nữ bị chửi nhiều nhất trong năm. Tính cả thời gian bị chửi và số lượng người chửi. Hôm nay là lần đầu tiên Hồng Loan trực tiếp đối diện với người đã kiện mình. Trước sự chứng kiến của thẩm phán, đại diện Ủy ban Nhân dân, luật sư hai bên cùng với người đại diện phát ngôn là Ni, với những yêu cầu vô duyên lãng xẹt như hủy văn bản khai nhận chia di sản, hủy hồ sơ nuôi con, chia cho cô Bào và chú Bảo đất Thủ Đức, phía Hồng Loan đã không đồng ý và yêu cầu tòa án buộc tập đoàn chiếm hữu phải dọn đồ ra khỏi căn nhà do Hồng Loan đứng tên chủ quyền. Nữ ma mẹ đã không đòi đồng sở hữu căn nhà vì nữ ma đầu đã khởi kiện và đòi ăn giọng hết căn nhà của cổ nghệ sĩ. Tòa án sẽ đồng ý với điều kiện hàng thừa kế thứ hai không còn, có nghĩa là mẹ Bào và cậu Báo phải trở thành âm hồn vất vưởng thì cô ta mới có đủ tư cách để tranh giành. Bởi vì hàng thừa kế thứ hai còn sống nhăn răng thì ai cho hàng thừa kế thứ ba leo lên đạp đầu cưỡi cổ hàng thừa kế thứ hai để tranh giành với hàng thừa kế thứ nhất, sau đó có giành được hay không thì chạy ra chợ Phú Nhuận mua một cái gương, về nhà, vô phòng, trùm mền, nhìn vô gương mà hỏi. Gương kia ngự ở trên tường, căn nhà của cậu có giành được không? Gương trả lời, cái nhà đâu phải cái mông, hôm nay quần đỏ, ngày mai quần hồng. Thắng, vì hôm nay mẹ, con, chồng, vợ thay nhau vận chuyển đồ ra xe theo lời yêu cầu của Hồng Loan. Thắng, vì ba yêu cầu của nữ ma mẹ và tư cách khởi kiện của nữ ma đầu bị từ chối. Thắng, vì Hồng Loan với tư cách là chủ nhà, tổng cổ gia đình chiếm hữu ra khỏi nhà mà không cần thay ổ khóa, không bị chửi xối xả bằng những lời lẽ lỗ mãng và thô tục. Thắng, vì Hồng Loan qua người đại diện, dám ngẩng cao đầu đối diện với họ, mạnh dạn phản kháng lại họ trước sự chứng kiến của luật sư, thẩm phán và đại diện chính quyền, điều mà cả đời này hai mẹ con ác ma chưa bao giờ nghĩ tới. Và đây cũng chính là câu trả lời cho thái độ thách thức, nó làm gì có tiền mà mướn luật sư. Chẳng những nó có luật sư dân sự mà cả luật sư hình sự nó cũng có nữa. Hết hồn chưa bà Bào? Trong buổi thẩm định hôm nay, tôi như nhìn thấy lại hình ảnh của Hồng Loan ngày nào tại Hoa Viên Bình Dương, ngày mà băng đảng thuyền góp đi mua đất cho cố nghệ sĩ, vẫn cái bóng dáng nhỏ nhắn ngồi một góc lặng lẽ, vẫn khuôn mặt đăm chiêu và lo lắng. Nhưng lần này lại khác, lần này em không còn bị xem là một kẻ tàn hình, lần này em không còn một mình lẻ loi cô độc, em chưa bao giờ kêu gọi, em cũng chưa từng vận động, nhưng vẫn có những người anh, người chị từ khắp nơi. Người chị từ khắp mọi miền đất nước luôn hướng về em, những chú, những cô từ những nơi xa xôi kéo về căn nhà số 5 Đoàn Thị Điểm để ủng hộ em. Những bạn bè, đồng trang lứa cùng hoàn cảnh cả đêm đã mất ngủ vì lo lắng cho em. Hàng triệu người không phân biệt giai cấp, giới tính, giàu nghèo, từ Việt Nam đến hải ngoại luôn mong chờ tin em qua các nền tảng mạng xã hội. Mặc dù đang trong thời gian chờ đợi tòa xem xét việc em hưởng toàn bộ tài sản của cố nghệ sĩ có hợp pháp hay không, nhưng theo tôi, hôm nay em đã thắng, không phải thắng cho phán quyết của tòa án, mà em đã thắng ở lòng dân. Dân là những chú xe ôm, những bà bán vé số, những anh chị bán hàng rong, những cô bác nội trợ, các bạn sinh viên, học sinh và nhiều ngành nghề khác. Sáng nay họ đã có mặt rất đông tại số 5 Đoàn Thị Điểm, dành tất cả thời gian quý báu để theo dõi những diễn biến bên trong. Đối với dân, không nên dùng thái độ khiêu khích, không nên phản kháng bằng những phát ngôn hạ đẳng, không nên lên YouTube livestream để chọc quê và thách thức. Với họ, cần phải tôn trọng và tuyệt đối, không được phép coi thường. Bởi vì khi lòng dân nổi giận, sẽ không phải là những cái ôm, những lời chúc mừng như sáng nay họ đã dành cho Hồng Loan. Sự nổi giận của họ sẽ là những tiếng la ó phản đối, sao kê đi, yêu cầu sao kê tiền quyên góp. Đó chính là phản ứng của họ, là thái độ của họ dành cho những kẻ chống lại luật pháp và xem thường đại gia đình mang tên cộng đồng mạng. Chúc mừng em, Hồng Loan, trong lòng dân, em đã hoàn toàn chiến thắng.